Ông ơi, ông vẫn còn giận cháu ạ? Cả ngày hôm nay ông chẳng chịu nói chuyện với cháu câu nào. Nhưng mà như thế cháu lại thấy vui lắm ông ạ. Chính ra ông không nói lại thành hay. Ông mà nói kiểu gì ông cũng đuổi cháu ra khỏi nhà. Ông không biết chứ, bây giờ cháu chả muốn đi đâu hết, cháu chỉ muốn ở bên cạnh ông thôi. Cháu cảm ơn ông vì đã không đuổi cháu đi. Ông để cháu. Cháu biết lỗi của mình rồi ông ạ. Từ bây giờ cháu sẽ không làm trò con bò nữa. Cháu mà còn bỏ nhà đi bụi, cháu sẽ là con chó sủa gâu gâu. Được chưa ạ? Ông yên tâm, từ giờ cháu hứa sẽ thay đổi để trở thành một công dân tốt. Không biết có được như ý ông với cả ý bố của cháu không, nhưng cháu hứa sẽ bảo vệ gia đình của mình để cho ông với bố tự hào với cháu. Nói là phải giữ lời đấy nhá. Ông chịu nói chuyện với cháu rồi ạ? Ông đừng giận cháu nữa nhá. Anh ra thành phố anh ăn cái gì mà khôn ra nhanh thế? Nhưng mà nhớ đấy, không được nói trước quên sau. Ngủ qua một đêm dậy lại quên sạch. Hiểu chưa? Ông yên tâm, cháu sẽ không quên đâu. Ở trên thành phố cháu học được nhiều điều lắm ông ạ.